Tuấn Hưng hẹn gặp nói chuyện, Duy Mạnh từ chối thẳng thừng vì lý do này khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Vừa qua, drama giữa hai người đàn ông thuộc dạng có tên tuổi trong giới showbiz là Duy Mạnh và Tuấn Hưng nổi lên như dầu ăn gặp nước, như cồn được giá. Uẩn khuất là như thế nào thì chưa rõ, nhưng mới đây Tuấn Hưng cho biết anh muốn được gặp Duy Mạnh để nói chuyện như hai người đàn ông. Nhưng phủ phàng thay, Duy Mạnh thay vì đồng ý thì cho đăng luôn dòng trạng thái Mạnh ứ gặp Hưng đâu. Nghệ sĩ kỳ cựu này còn cố tình cà khịa bằng giọng điệu mỉa mai như Mạnh lại ôm Hưng, ôm nhau khóc thúc thích. Và anh chốt lại bằng sự chắc kèo, đó là sẽ tặng Tuấn Hưng một món quà xin lỗi vì hay trêu Hưng khóc nói chuyện kiểu anh bạn à, mới sớm ra mà chú đã bật chế độ tình cảm hả chú? Tại sao yêu nhau không đến được với nhau? Chẳng biết sự tranh cãi giữa hai nghệ sĩ sẽ đi đến đâu. Tuy nhiên chúng tôi mong hai người nếu nhỡ bước qua đời nhau sẽ giữ được những cái đầu lạnh. Còn các bạn nghĩ sao về lần drama kéo dài này giữa hai người? Để lại một bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi.